Chú Nam ơi, chú Nam, cháu muốn hỏi chú một chút này. Ừ, cháu hỏi đi. Mua một bộ PC thật là to, thật là lung linh, mà chơi game phải mượt. No! Mặc đai số là phải dựng được video. Chú có giúp được cháu không? Nhưng mà trước khi giúp, bao nhiêu tiền ạ? Cháu chỉ có khoảng tầm 16 triệu thôi. Ủa ôi, có 16 triệu thôi mà đòi hỏi nhiều như vậy à? Vâng. Nhưng không phải lo ạ, có chú ở đây rồi. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ mang tới cho anh em một bộ PC phù hợp với các yêu cầu như làm việc, chơi game hay cả stream game nữa. Mà mức giá của bộ PC phải nói là rất rẻ, chỉ hơn 15 triệu đồng thôi. Vậy thì bộ PC này có những gì? Đầu tiên mình sẽ kể tới CPU. CPU được mình lựa chọn đây, Ryzen 5 3005. Đây là một mẫu CPU có 6 nhân 6 luồng, dung tích tối đa đạt 4.1 GHz. Xét về hiệu năng thì nó sẽ gần bằng khi so với Intel Core 9400F. Và với mức giá khoảng hơn 3 triệu đồng thôi thì đây là một trong những mẫu CPU đáng lựa chọn nhất đến từ phía AMD. Cùng với đó là Vega, thì Vega được đến từ hãng Asus, đây là phiên bản chip gaming 1660. Thì nhìn qua vẻ bề ngoài thì một số anh em sẽ nhầm lẫn, đây là phiên bản 1660 Super. Tuy nhiên, đây chỉ là một phiên bản 1660 thường thôi. Nhưng theo cảm quan cá nhân của mình thì 1660 sẽ một phiên bản có hiệu năng chiến giá thành tốt nhất đến từ phía của Nvidia. Cùng với đó, đây là phiên bản 3 quạt và 2 ống đồng, thì chắc chắn về độ mát anh em sẽ không cần phải bàn cãi nhiều. Bo mạch chủ đương nhiên rồi, sử dụng CPU của AMD thì bo mạch chủ cũng phải đến từ AMD. Đây là phiên bản chip gaming B450 Pro. Thì anh em hoàn toàn có thể ép xung trên mẫu bo mạch chủ này với CPU Ryzen 5 3005. Tuy nhiên, mình khuyên anh em, nếu như anh em muốn ép xung ấy thì chỉ ép xung ở mức gọi là trải nghiệm thử xem ép xung nó như thế nào thôi. Còn nếu muốn try hard trên mẫu bo mạch chủ này thì chắc chắn sẽ không được đâu. Và để tăng thêm vẻ đẹp mắt cho bộ case này thì mình sẽ sử dụng hai thanh RAM 8GB Alata XPG Colette RGB để đảm bảo hiệu năng cũng như là về phần cảm quan góc nhìn là được đẹp nhất. Cùng với đó là một bộ nguồn công suất cực 600W đến từ Thermaltake Smart RGB. Vỏ cây này thì có lẽ anh em không nhìn thấy, nhưng mà nếu anh em kiểu chơi game ấy, ngửa người về sau nhìn cái bộ nguồn RGB thì cũng được ấy. Cũng là một cách lựa chọn tương đối hay. Cuối cùng, toàn bộ các linh kiện kể trên mình sẽ đặt ở trong vỏ cây Secotep K8. Anh em thấy được cái độ rộng của vỏ cây chưa? Khi mình lắp toàn bộ các linh kiện này rồi thì anh em vẫn còn trống một khoảng rất lớn nữa. Hoàn toàn có thể sử dụng tả những nước custom nếu như anh em thích để tăng thêm vẻ đẹp cũng như là để mát cho CPU. Đây là tùy nhu cầu thôi. Ở đây anh em có thể thấy mình có 3 quạt RGB này, một cái tản nhiệt rời thì nó sẽ không đi kèm theo combo của bộ case mà anh em sẽ phải mua rời. Thứ nhất là để tăng cái tính gọi là thẩm mỹ cho bộ case, và cái thứ hai đó chính là anh em được đẹp hơn, mát hơn nữa. Thì tản stop của AMD đây, trong đây là tản stop này của con CPU Ryzen 5 3005, kéo xung stop rất tốt. Tuy nhiên nếu như anh em mà có nhu cầu ép xung một chút ấy thì mình nghĩ nên sắm một cái tản nhiệt rời này, thì hiệu năng khi tản nhiệt cho CPU nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Ok, thì bây giờ sẽ phần trải nghiệm hiệu năng của bộ PC này để anh em đánh giá xem thì với hơn 15 triệu đồng bỏ ra, bộ PC này có thực sự đáng tiền hay là không. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. I'm never gonna regret the hours I've been putting in. So take a chance on faith. Your mind's a powerless place. So take a chance, take a chance. A chance on faith. So take a chance, take a chance. Take a chance on faith. So take a chance. I never wanna look back. Take a chance, take a chance. Take a chance on faith. Take a chance on faith. So take a chance on faith. Your mind's a powerless place. So take a chance, take a chance. A chance on faith.
chance on face. So take a chance. I never want to look back. Take a chance. Take a chance on face. So take a chance. Take a chance on face. Just don't feel the same. Oh, pack my life inside a car. Hit the button and drive real far. Put that record on me, dark. Oh, I'm dreaming of you. I dream of a new night. Vậy thì anh em cũng đã xem cái phần trải nghiệm hiệu năng của bộ PC này rồi, nó có đáng tiền hay là không, anh em có chọn mua PC này không, hãy để lại ở dưới mục bình luận của video. Anh em nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau.